Nối tiếp chương trình là một thông tin rất nóng chúng tôi cập nhật được. Thưa quý vị, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ nam thanh niên sát hại nữ chủ tiệm spa ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẫn trốn tại huyện Iapa, tỉnh Gia Lai. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã di lý đối tượng từ tỉnh Gia Lai về Đồng Nai để điều tra theo quy định của pháp luật. Theo điều tra ban đầu, lúc 17:30 ngày 23 tháng 3, người dân đến tiệm spa Hương Rosa, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện bà Võ Thị Mỹ Hương, 41 tuổi, chủ tiệm tử vong trên sàn nhà. Trên người có nhiều vết thương, đồ đạc trong tiệm có dấu hiệu bị xáo trộn. Nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo triển khai nhiều lực lượng truy bắt hung thủ. Đến 17:40 ngày 24 tháng 3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ Lê Minh Long, 26 tuổi, khi đối tượng đang lẫn trốn tại huyện Iapa, tỉnh Gia Lai. Bước đầu, Long đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.